Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Mõ Việt Nam. Các bạn thân mến, tờ Sohu của Trung Quốc hôm 11 tháng 11 năm 2019 có bài viết với tiêu đề Việt Nam bất ngờ kiểm tra điện thoại di động Xiaomi, Huawei và phô trương sức mạnh hải quân. Dưới đây là nội dung bài viết. Những năm gần đây, kinh tế Việt Nam được đánh giá là lạc quan. Nhiều quốc gia tin rằng Việt Nam sẽ thành nước sản xuất quan trọng thay thế Trung Quốc. Năm 2018, GDP Việt Nam đạt hơn 240 tỷ đô la Mỹ. Về cơ bản, nó chỉ tương đương với nền kinh tế tỉnh Quý Châu của Trung Quốc. Việt Nam giàu có hơn một chút và có thêm nhiều ý tưởng trên vùng trời, vùng biển. Gần đây, ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu của Việt Nam cho biết, họ sẽ điều tra kỹ lưỡng các công ty công nghệ của chúng tôi, bao gồm các thiết bị của Xiaomi và Huawei. Các đối tượng bị điều tra chủ yếu là xem bản đồ trong ứng dụng định vị của các điện thoại đó có đưa Hoàng Sa và Trường Sa vào lãnh thổ của Trung Quốc hay không. Một khi phát hiện, sẽ thu giữ. Thời gian gần đây, trọng tâm chính của Việt Nam là tập trung vào xây dựng lực lượng hải quân và không quân, có rất ít sự đầu tư vào lục quân. Một bức ảnh hiếm hoi được Việt Nam tiết lộ gần đây cho thấy 9 tàu mặt nước chủ lực của Việt Nam trên biển, trong đó có 4 tàu hộ vệ Khiapat thuộc dự án 11661E do Nga sản xuất. Đây cũng là những tàu chủ lực nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, bức ảnh này vốn chỉ là sự dự định diễu võ dương oai, nhưng cũng cho thấy chỗ yếu và thiếu sót của Hải quân Việt Nam. Xét đến cùng thì tàu khinh hạm lớp Khiapat chỉ là tàu chiến nhỏ, có lượng giã nước 2.000 tấn, mặc dù có năng lực chống hạm nổi bật với 2 cụm ống phóng, mỗi cụm mang 4 tên lửa chống hạm, nhưng về phòng không chỉ có một hệ thống pháo kết hợp tên lửa. Khả năng phòng không mỏng manh này khó có thể sống sót khi đối mặt với các máy bay thế hệ thứ tư, dù là F-15 hay là Su-30. Ngay cả các máy bay JF-17 cũng có thể dễ dàng xuyên thủng hệ thống phòng ngự của tàu hộ vệ Khiapat. Đồng thời, tàu hộ vệ Khiapat cũng rất yếu trong khả năng đánh chặn tên lửa chống hạm vì chỉ có 2 khẩu pháo phòng không tầm gần AK-630, về cơ bản không có khả năng chống tàu ngầm. Ngoài ra, 5 tàu chiến còn lại có lượng giã nước hơn 1.000 tấn cũng chỉ là những tàu hộ vệ cũ kỹ từ 40 năm trước, đã không còn khả năng sống sót trên các chiến trường. 2 khinh hạm hạng nhẹ Pohang mà Việt Nam nhận lại từ Hàn Quốc không chỉ bị tháo dỡ các loại vũ khí nguyên bản như ngư lôi và tên lửa, mà ngay cả đến số lượng pháo hạm cũng bị gỡ bỏ một nửa. 5 chiếc tàu trong ảnh thực sự là những tàu tên lửa có mặt cho đủ số lượng, bao gồm 4 tàu tên lửa lớp nhện độc, chỉ có lượng giãn nước hơn 500 tấn, mang 16 quả tên lửa chống hạm. Trong hải chiến thực sự, tàu tên lửa mang nhiều tên lửa cũng rất khó đối phó với các tàu khu trục hoặc tàu hộ vệ hiện đại. Trừ khi có hệ thống dữ liệu hoàn thiện và sự hỗ trợ của hệ thống hiệp đồng tác chiến cùng hệ thống vệ tinh và máy bay cảnh báo sớm, tàu tên lửa không có đủ khả năng tình báo với các mục tiêu trên không, năng lực phòng không của riêng nó không đủ để đối phó với các cuộc tập kích trên không của đối thủ, cho nên nếu ra khỏi vùng phòng không thì rất khó sống sót. Điểm yếu chung của 9 tàu chiến chủ lực của Hải quân Việt Nam là chúng không có khả năng phòng không, không có khả năng chống tên lửa. Một tàu khu trục Aegis có thể tiêu diệt toàn bộ hạm đội chủ lực của Hải quân Việt Nam. Những máy bay không người lái mang vũ khí dẫn đường chính xác cũng có thể khiến cho các tàu tên lửa này hư hại nghiêm trọng. Trong tình huống không chiếm được quyền kiểm soát trên không, muốn những tàu nhỏ này thuận lợi tiến vào vị trí, công kích để phóng tên lửa thì hoàn toàn là một tình huống lý tưởng. Chúng còn chưa tìm thấy đối thủ thì đã trở thành bia sống rồi. Các bạn thân mến, trên đây tôi vừa trình bày toàn bộ nội dung của bài viết được đăng tải trên tờ Sohu. Gần đây, Lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân đã tiến hành huấn luyện trên biển với 9 tàu chiến chủ lực. Điều này gợi mở cho chúng ta thấy Lữ đoàn 162 đang hướng đến việc tác chiến quy mô lớn, phối hợp nhiều loại tàu chiến khác nhau. Đây là một việc làm cần thiết và quan trọng, chứ không phải là giảm đội hình lấy số như tờ Sohu viết ở trên. Thêm vào đó, Việt Nam nhận được 2 tàu Pohang từ Hàn Quốc chuyển giao và cho đến nay, cả 2 tàu 18 và 20 đều được lắp đặt thử nghiệm các ống phóng tên lửa hành trình chống hạm KH-35 Urane.
Đây là cơ sở để lắp đặt thêm radar, điều khiển hỏa lực và quan trọng nhất là tích hợp tên lửa KH-35 Urane và hệ thống quản lý chiến đấu của tàu. Do vậy, Trung Quốc chớ vội khinh thường những chiến tàu này bị tháo dỡ phần lớn vũ khí trước khi chuyển giao cho Việt Nam. Chi tiết cuối cùng, tờ Sohu cho rằng chiếc tiêm kích GS-17 đủ sức tiêu diệt Khiapak 3.9, xem ra đó cực kỳ là ấu trĩ và hoang tưởng. GS-17, Trung Quốc gọi là FC-1, là sản phẩm hợp tác Trung Quốc-Pakistan, được thiết kế như một máy bay chiến đấu có chi phí thấp mà vẫn có thể đáp ứng được các yêu cầu tác chiến hiện đại. Mục đích khi sản xuất GS-17 của Trung Quốc chủ yếu hướng vào thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, sau rất nhiều nỗ lực giới thiệu quảng bá, hiện tại mới chỉ có không quân Pakistan đã chính thức đưa GS-17 vào biên chế với số lượng lớn. Myanmar chỉ có một phi đội nhỏ, còn các quốc gia khác vẫn tỏ ra rất lạnh nhạt mẫu máy bay này. Cũng lưu ý rằng, loại chiến đấu cơ này không được đưa vào biên chế trong lực lượng không quân của Trung Quốc. Một chiếc máy bay do Anh chế tạo ra, nhưng lại không tin dùng, thử hỏi ai có thể tin Anh được? Và Anh lấy gì để vô hiệu hóa một chiếc tàu chiến được trang bị hệ thống phòng không tích hợp Palma và 8 tên lửa phòng không Susna Air? Chưa kể, Gepard 3.9 còn có thêm 2 pháo bắn siêu nhanh AK-630, 6 nòng, tốc độ bắn 5.000 viên một phút. Xem ra, Sohu cũng như nhiều báo chí Trung Quốc luôn giữ một lối mòn tư duy. Anh luôn chê bai người khác, nhưng lại hiếm khi nhìn lại chính bản thân mình. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.